lỗ sổ đồ đạc to đấy nhờ. Tôi thấy cái lục một con lắm anh em ơi. Bớt nè, một bớt. Trời ơi. Hút máu. Ngon phết đi nửa đâu. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với chế độ của mình. Tiếp tục series đó chính là tìm những cây lục khắm mưa nhất ở trong chế độ càng bắn càng lên đam. Thì hôm nay mình đã có một cái cây súng mà rất nhiều anh em yêu cầu. Ủa cái anh đèn led giao thông này, anh làm gì mà hung hãn vậy? Anh chém đồng đội của em, anh tính chém luôn cái em à? Làm người ai lại làm thế? À quên, anh làm zombie mà. Thì hôm nay có một list danh sách anh em comment rất là nhiều những cây súng lục khắm và bưa. Thì mình quyết định là sẽ làm về cây Glock 18. Một cây lục không hiểu sao clip lục nào cũng thấy anh em comment cái lục đấy ạ. Hay là do một ông cũng sập farm nhỉ. Nhưng mà thôi, thấy là người triển ngay chứ anh em. Thì hôm nay mình sẽ farm cây Glock nha anh em. À có anh 3Z ở đây rồi. Cố với em anh ơi. Cẩn thận cho tôi rửa chiếc bom nha anh. Có anh 3Z ở bên cạnh hậu phương vững chắc như này nữa rồi thì còn thằng nào lên được nữa. Thằng nào lên được nữa. Ui tôi phách tơ phách vài viên thôi là bốc hơi thần trưởng. Anh này anh còn chọn đường vòng được đấy, khá là lươn lẹo nhưng mà em bắn có vài viên anh thằng hỏng mù tỏi rồi. Làm thì có cơ hội thì mình sám hối đâu. Đám to lắm rồi anh em ơi. Ui dồi ôi sao như mà tầm này tơ lên thì nhiều tơ thế. Bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh. Anh 3Z ơi cẩn thận anh ơi. Anh hết đạn rồi sao anh em ạ? Không biết anh ấy có thể cover mình cầm cái Glock 18 đâu không trời. Nạp đạn nhanh lên anh. Thao tác quân đội lên. Bọn nó đang bút máu. Hai anh Queen đang bút máu. Anh Tơ phát ở trong nhà rồi. Úi dồi kiểu này phải chan ít kill nữa. Chứ không tí nữa bọn nó lao ra. Bọn nó đè đầu cưỡi cổ bọn nó. Khiếp mới chứ có đùa đâu. Bao nhiêu mạng rồi nhở? 30 mạng rồi à? Con số nó cũng khá là khủng khiếp đấy. Ok. Lục Glock 18. Ôi dồi ôi. Đừng có đùa với Glock 18 nha. Có đam rồi anh em ơi. Đam to vãi trưởng. Chế độ bắn chùm. Ôi trời ơi, nó to nha, đam nó to nha. Đây cái trái bom đó là trái bom gì vậy? Ship từ đường phương xa nào tới vậy? Hay anh 3Z ơi. Anh cứ cầm 3Z bắn đi, em cầm cái lục em cover được. Chế độ bắn chùm, một đơn đạn thôi. Đam to phết anh em ơi. Anh 3Z. Hay bạn sẽ biết rồi, đừng bỏ em. Không sao, tầm này mình có đam rồi, mình không ngắm có con nào đâu. Úi xồi, đam to thế nhờ. Ôi, nhìn trông thấy cái lục này không ngon lắm anh em ơi. Bớt nè, bớt nè, bớt nè, một bớt, úi xồi ôi. Bút máu, bút máu. Lục ngon phết chứ đùa đâu. Ui, một bớt anh em. Nhìn vui phết anh em ạ. Cái tình cổng mạnh nó cứ gì gì cứ nhặt phải cái hòm là sao ấy nhỉ. Ôi chém anh Tơ phát, anh Tơ không đi ạ. Ôi rồi ôi, gắn mô tô và đít mà chạy thôi anh em ơi. Càng bắn càng lên đam nhưng phiên bản zombie máu rất nhiều máu, rất và rất nhiều máu. Ôi rồi cái gì đây bạn ơi, mình không gây thơ lần hai đâu, nó nuôi là tình ám sát mình anh em ạ. Nguy hiểm thật. Tí nữa là cái đời da trong trắng của mình nó mất rồi. Nhưng mà may với giác quan này thì không bao giờ có thể thằng nào có thể để gọi cướp đi được cái đời dai của mình cả. Hiện tại là chiến binh đang là kẻ bắn người đam và zombie là siêu máu nha anh em. Siêu tiến hóa đột biến. Zombie máu sẽ rất là khủng khiếp. Anh em phải thấy là đấy, mới vào thôi đã nát rom rồi. Tại vì zombie máu trâu quá mà. Em xin. Úi dồi ngon. Ngon. Mánh sáo nòng ơi. Để chỗ cho em đi cái được không? Cái dàn sáo nòng trên này để gọi thủ đấy. Hay lắm. Bây giờ mình cầm một người cover mình để mình cầm cái lục ra mình bắn này. Ui đang to chưa? Đúng là sáu hoàng. Ông hoàng lăng xê. Để làm gì? Làm gì? 25k máu mà em sợ anh à? Có cái đít nhanh tôi nhá. Em đây định mệnh chưa nghe bút con thằng nào, chỉ ngán anh tơ lửa thôi. Ui rồi, ui rồi, ui rồi. Con Win luôn, con Win luôn. Nhìn trong bóng nó mờ mờ ảo ảo. Ê, cái trái bom nó hơi nguy hiểm nha. Ui đam to lắm rồi anh em ơi. Không biết tầm này đã quan sát quan kill chưa. Tại vì cái tính năng này hiện tại là zombie rất nhiều máu. Chạy đi nhanh hero, chạy đi. Thằng này bị trang đâu ra vậy. Ui đam kìa.
phê quá. Chẳng lẽ bắn luôn sáu lòng ta đang thằng cả nó phê phê. Ôi rồi. Sát thủ tầm lặng nha. Anh sáu lòng ơi, trên này anh combo được em không vậy? Tôi để bắn lốt cái dàn quái này ra cái. Ồ đông quá. Ủa anh sáu lòng đâu rồi? Ok không? Anh sáu lòng. Anh bỏ em rồi, em bỏ lại với ai? Ai cầm cái lục này xong combo được đấy. Úi giời ơi, mới chiếc gì lốc mèo. Thôi đừng lên đông như vậy, lên đông như vậy mình móc súng mình bắn đấy. Lên từng đứa một thôi. Hay quá, quá hero cover hay. Úi giời ơi, xong rồi, bắn nó không CJ anh em ơi. Win 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 hả, win hả. Ta đùa hả, đùa hả, ơi. Anh hero. Xì là xin vĩnh biệt anh hero. Ôi chết rồi. Ơ à! Ui chém đầu ấy. Ây à! Anh hero được, mình không thể bảo vệ được anh hero anh em ơi. Tí nữa là bảo vệ được anh hero rồi. Tiếp nào, tiếp nào. Đây rồi, đây rồi. Ôi tính năng này được, tính năng này test lục được, tính năng này test lục được. Hiện tại là cái tính năng gọi là máu với tính năng giảm sát thương gần như là mình bắn cái lục có chả có đam luôn đấy. Bắn toàn 40 mạng, 50 mạng không à, mà không có một tí đam nào. Cũng có đam nhưng mà zombie nó ùa lên một lúc là coi như là án tử cho mình luôn. Ôi xoay để cái con nhấp nháy nó chạy đông nhông như vậy nhỉ. Quá ngon. Đại bác, đại bác, đại bác, mấy anh đại bác đếm hết rồi. Thăm ngàm, thăm ngàm, thăm ngàm. Thăm ngàm, ui dồi ôi, đại bác một pha được 4 kill à. Bây giờ anh ý cũng có lượng đam gọi là của thần rồi đấy. Mình nghĩ cái tính năng này tầm 4 đến 5 mạng thôi là gọi là khỏe lắm rồi. Cầm một cái đại bác bắn tầm 4 mạng thôi. Đam nó lên một cái gọi là tầm cao mới thôi. Không cần nhất thiết phải mười mấy mạng đâu. Nhưng mà đây là mình test mấy cái lục nó rất là khắm lọ lên. Phải mà có một cái lượng đam nó khủng khiếp. Ơi cái gì vậy, cái gì vậy, sao toàn nhiều hiệu ứng thế nhở. Anh ơi chạy nhanh, chậm lại, chậm lại, chậm thôi, chậm thôi, chậm thôi, đúng rồi, chậm thôi. Úi rồi ôi đông zombie quá. Có ai đấy tình nguyện lên đây cover chiến thần thì mình Glock 18 không nhở? Hay là mình lên trên cao thôi. Lên trên cao thì cái Glock này nó không bắn được. Lên trên cao thì cái 6 lòng là vô địch thiên hạ luôn á. Mày đấy, mày đấy. Nhìn tròn được chiến luôn. Lên trên cao thì cái Glock này bắn từ xa không có đam. Đứng góc này thì test được mấy cái lục thôi. Ôi 26 mạng là quá nhiều rồi. Ui ngon. Có mong được mấy anh tơ đừng nhìn mình là được. Ui bắn điếu quá, từ từ một cái dàn tơ đấy là đông anh em ơi. Mình phải dùng 6 đồng mình clear cái dàn tơ cái. Rồi móc một con tiếp, từ 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 từng thằng lên một thôi. Đông như vậy cái gần lóc không thể là cân được anh em ơi. Đây những cái zombie này thì mình cân được này. Chiếc bom vô cùng sát thủ đến từ vị trí của những anh tơ. Lên này, lên này, lên hoài. Ui, 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 ui. Bắn địch vậy muốn chiếc lóc. Ôi trời ơi, những cái bom ơi, trời ơi, sợ quá. Ôi, đừng ném bom bên đây nữa. Ây à, cay thế nhờ. Ok, thôi chắc clip của mình cũng đến đây rồi nha các em ơi. Cái Glock 18 thì cũng quá là sida. Cái lượng đam của mình to lắm rồi nhưng mà bắn cũng không xin nhê bao nhiêu cả. Thôi clip của mình đến đây thôi nhá. Bye bye anh em. Hẹn anh em vào những clip tiếp theo.